video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn 3 sản phẩm về đồ công nghệ. Và ở trên tay mình đây bao gồm 3 sản phẩm đến từ nhà phân phối DTR.vn. Thì đây là 2 chiếc ốp điện thoại của Year 4 và một chiếc sạc MagSafe của Morpheus. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn 2 chiếc ốp này trước, bởi vì đây là 2 chiếc ốp essential mà tất cả hầu như mọi người khi mà mua điện thoại đều phải sử dụng đến 2 cái ốp này. Year 4 là một thương hiệu ốp lưng cao cấp đến từ Anh, với cái thiết kế mỏng nhẹ và đặc biệt là dành riêng cho những bạn nào là fan của Apple. Thì mình là một fan của Apple cho nên là chắc chắn mình không thể nào bỏ qua được chiếc ốp của Year 4 này rồi. Đối với những cái ốp lưng khác ở trên thị trường thì họ thường làm theo một cái cách là rất là hầm hố này, và rất là to và dày, thì Year 4 lại làm trái ngược lại hoàn toàn, là mỏng và nhẹ, đặc biệt là vẫn giữ nguyên được cái độ khả năng chống sốc. Thì mình có xem khá ở những bài review thì những cái chất liệu mà Year 4 sử dụng thì đều là D3O. D3O là một trong những cái chất liệu mà được rất là nhiều những cái bên nổi tiếng như là quân đội Mỹ sử dụng. Nó có một cái khả năng nó sẽ giúp cho các bạn được bảo vệ tốt nhất có thể. Và ngoài ra thì nó có thể drop test được khoảng tầm từ 3 cho tới 6 mét. Thì một cái độ cao phải nói là cũng khá là cao. Và thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc ốp lưng trơn này. Thì đây là một cái cách đóng gói của họ thì nhìn trông cũng khá là premium. Ở mặt trước thì sẽ có một hình của cái ốp ở đây. Và ở mặt trước thì có in những cái chú thích như là có thể sạc được với cả sạc của MagSafe, cũng như là 13,5 feet drop test, nghĩa là một cái độ cao khá là cao rồi. In một dòng rất là to ở đây là được làm bằng chất liệu là D3O. Ở mặt sau thì có ghi thông tin chú thích với cái chiếc ốp này là Crystal Palette Snap, nghĩa là tên của cái ốp này thôi. Thì trước mặt các bạn đây là một chiếc ốp đến từ Year 4, một chiếc ốp trơn. Cái cảm nhận đầu tiên của mình là nó khá là mỏng nhẹ. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái logo MagSafe rất là rõ ở đây. Và ngoài ra thì đây là một chiếc ốp trong suốt, cho nên là nó sẽ tôn được lên cái vẻ đẹp của cái màu máy của mọi người. Và các bạn lưu ý đây là một chiếc ốp được làm chất liệu là D3O chứ không phải là một chất liệu silicone, cho nên là khi các bạn nghe mình gõ nhé, đó, nó có một cái tiếng nó rất là cứng cáp chứ không phải là một cái tiếng nó nhõng nhẽo như là một chiếc ốp silicone bình thường. Và về cái detail của chiếc ốp này thì làm thực sự rất là tinh xảo. Ở ngay cái viền camera này chúng ta sẽ có được một chữ là Year 4, một cái chữ tên của sản phẩm cho nên là nhìn trông rất là chất. Ở bên dưới thì sẽ có Protect by D3O, một cái vật liệu mà được sử dụng trong quân đội Mỹ. Bây giờ thì mình sẽ lắp thử vào ốp điện thoại của mình để xem là nó có khó không. Và mình đã lắp xong cái chiếc ốp của Year 4 rồi. Thì mình thấy là lắp cái ốp này vào cũng khá là dễ. Các bạn có thể thấy ở đây là nó vẫn tôn được lên cái màu Pacific Blue của chiếc iPhone của mình. Và ngoài ra thì nó có một cái logo của cái sạc MagSafe ở đây, cho nên là các bạn chỉ cần nhìn vào thôi cũng biết đây là một chiếc iPhone 12 Pro Max rồi, chứ không phải là một cái chiếc iPhone bình thường nữa. Bởi vì là trước khi mà cái iPhone 12 Pro Max này nó không có một cái hình sạc MagSafe này ấy, thì nhìn nó cũng khá là tương đương với cả một chiếc iPhone 11. Cho nên là mình không thích dòng này lắm. Và chắc chắn là đây sẽ là cái ốp mà mình sẽ sử dụng trong cái thời gian sắp tới. Và về cái khả năng cầm nắm ở trên cái chiếc ốp Crystal này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là tốt. Nó sẽ không tạo ra cái cảm giác trơn trượt, và nó sẽ làm cho cái điện thoại của mình trở nên mỏng và gọn hơn rất là nhiều. Nó sẽ đem lại được cái cảm giác là viền vuông ở trên chiếc iPhone 12 Pro Max, cho nên là cầm trông vẫn khá là thích. Và cái ốp điện thoại tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người là một chiếc ốp cũng của Year 4, nhưng mà nó là một cái ốp màu đen. Về cái thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy ở đây là nó cũng khá là same với cả cái chiếc ốp kia thôi. Ngoài ra thì ở đây có một cái dòng tên khác là Real Snap. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Trước mặt các bạn đây là một chiếc ốp của Year 4 màu đen. Về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc ốp này là cái chất liệu silicone mà làm ở trên cái chiếc ốp này ý, nó khá là mịn. Và đây là một chiếc ốp màu đen hoàn toàn, cho nên là sẽ dành cho những bạn nào mà thích cái sự đơn giản và tối giản của chiếc máy của mọi người. Về cái điều đặc điểm của cái chiếc này là các bạn có thể thấy ở đây có một cái điểm nhấn rất là hay, là cái phần viền bảo vệ camera này họ làm bằng một cái nhựa bóng, cho nên là khi mà các bạn chỉ cần nhìn vào thôi là hiện được lên cái logo của Year 4 luôn. Về cái mặt trong của nó thì vẫn có một cái sạc MagSafe ở đây, cho nên là các bạn có thể sạc được MagSafe khi mà các bạn đeo cái chiếc ốp lưng này. Và một cái điều hay của trên cái chiếc ốp này là khi mà các bạn lắp vào máy ấy, thì các bạn vẫn có thể sử dụng được 5G. Nếu như mà các bạn không biết thì có một số những cái ốp điện thoại khác khi mà các bạn chỉ cần lắp ốp vào thôi là cái 5G, cái sóng 5G ở trên điện thoại của mọi người lập tức không dùng được. Và nó là một cái chất liệu gì đấy nó làm chặn đi cái sóng 5G ở trên chiếc ốp của mọi người. Cho nên là các bạn yên tâm là với cái ốp của Year 4 này các bạn vẫn có thể sử dụng được 5G bình thường. Và như vậy là mình đã lắp xong cái case này thì mọi người có thể thấy là nhìn nó trông cũng khá là giống như là một cái chiếc điện thoại bình thường thôi. Ngoài ra thì những chiếc ốp của Year 4 ấy thì họ đều làm cái phần viền camera này
được cao lên để bảo vệ cho cái chiếc cam của mọi người, bởi vì đây là một cái cụm camera khá là to, cho nên là khi mà các bạn có để lỡ may để xuống bàn hay là rơi đâu đấy thì nó cũng sẽ bảo vệ được cái phần camera này. Và cái điều đặc biệt ở trên cái chiếc ốp đen này, nó khác so với cái chiếc ốp crystal này là nó được làm bằng ba chất liệu bao gồm là D3O, TPU và một chất liệu là polycarbonate. Ngoài ra thì ở trên bề mặt này các bạn sẽ được phủ một cái lớp chất liệu nữa dùng để kháng khuẩn. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người không gì khác, đó chính là một chiếc sạc MagSafe đến từ Mophie, là một thương hiệu sản xuất những cái phụ kiện điện thoại khá là nổi tiếng tại Mỹ, được Apple cấp phép và bán tại khắp tất cả những cái thị trường Apple Store. Và ngoài ra thì mình thấy là Mophie cũng là một trong những cái tín đồ, những cái top phụ kiện mà dành riêng cho những bạn nào là fan của Táo ở tại thị trường Việt Nam. Và để làm ra một cái sản phẩm như này thì Mophie luôn luôn là trải qua những cái bước duyệt nó khá là khắt khe, bảo hành 2 năm 1 đổi 1 tại serial number của Mophie. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là ví dụ như các bạn dùng sạc lỡ may chẳng may mà nó có hỏng ấy thì các bạn cũng có thể đổi được một đổi một đổi nguyên một cái mới luôn. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là thiết kế rất là chất lượng. Ở mặt trước thì sẽ có một cái hình logo của chiếc iPhone cùng theo là cái sạc Mophie. Ngoài ra thì có những cái dòng chữ như là wireless charging, nghĩa là có thể là sạc không dây MagSafe. Ngoài ra thì ở đây có ghi là up to 15W, nghĩa là sẽ hỗ trợ cho chúng ta lên tới là tận 15W. Bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong. Và trước mặt các bạn đây là một cái sạc của Mophie. Nhìn trông rất là premium, trông rất là chất lượng. Bên trong này sẽ là sạc của Mophie ở đây. Chúng ta sẽ có một cái cúp sạc hình tròn như này. Bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra, kèm theo cái chiều dài của dây ấy. Và về cái thiết kế của cái sạc MagSafe này thì nó là một cái hình tròn, có một cái độ dày ở đây là 5mm. Cái độ dày này thì mình nghĩ là các bạn có thể mang theo bất kỳ đâu, rất là đơn giản. Về cái độ hoàn thiện của nó thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là tốt. Thiết kế là chống bám vân tay, nên là mình động vào đây thì cũng không thấy là để lại vân tay ở trên cái chiếc sạc MagSafe này. Thì nó chỉ như là một cái dây sạc thôi, cho nên là các bạn vẫn phải dùng thêm một cái adapter ở đây. Ở đây thì mình sẵn tiện đây thì mình dùng luôn cái adapter của cái sạc iPhone của mình. Cái đầu của nó là dùng đầu là Type-C, cái đầu nó là cái đầu tiêu chuẩn ở cái thời điểm hiện tại 4.0 này rồi. Và đây là một chiếc sạc MagSafe hỗ trợ sạc nhanh chuẩn QI, cho nên là về đối với cả Android thì sẽ hỗ trợ lên tới 15W, những dòng sản phẩm của Apple thì chỉ hỗ trợ lên khoảng tầm 7.5W thôi. Và tại sao nó lại có sự chênh lệch với watt như này là do là Apple ấy giới hạn những cái sản phẩm ở bên thứ ba, mà chính nhau những cái sạc MagSafe của Apple luôn cũng chỉ sạc được tới 7.5W thôi, chứ nó không được sạc được tới là 15 cho tới 20W như những chiếc sạc dây của adapter này. Và ngoài ra thì ở trong cái packing của cái sạc Mophie này, chúng ta sẽ có ở đây là một cái miếng dán từ tính nam châm để cho các bạn có thể sử dụng đối với những cái chiếc ốp mà nó không của Gear 4 hoặc là nó không tích hợp sạc MagSafe, thì các bạn có thể sử dụng cái dán này để dán vào cái điện thoại của mọi người, nó sẽ giúp cái sạc MagSafe này trở nên chắc hơn. Cũng như là một cái hướng dẫn sử dụng ở đây thì nó có đủ các loại thứ tiếng luôn. Hướng dẫn sử dụng này khá là to. Ok, mình nghĩ là cái này mình cũng không cần quan tâm quá nhiều. Mình vừa mới thay chiếc ốp trong suốt ở đây để các bạn có thể nhìn rõ được cái logo MagSafe, để khi mà mình sạc vào ấy thì các bạn sẽ hình dung ra được nó sẽ hoạt động như nào. Còn về cách sử dụng cái sạc này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cầm nó và dí vào cái phần này là auto sạc nó tự hít. Mình thấy ở đây là hít cũng khá là chặt. Các bạn chỉ thấy là mình cầm như này mà cái điện thoại của mình nó không hề bị rơi. Chứng tỏ là đây là một cái nam châm cực kỳ là mạnh. Cái điều đặc biệt ở trên cái sạc này ấy là nó sẽ phát hiện được cái vật thể lạ. Ví dụ là khi mà các bạn đang dùng ở đây hoặc là các bạn không dùng nữa, các bạn vẫn cắm vào cái adapter của nó ấy, thì chỉ cần các bạn đặt một cái đồ kim loại nào đó lên đây là cái sạc Mophie này nó lập tức là ngắt nguồn điện luôn, để đảm bảo cho an toàn của mọi người. Bởi vì là nó cũng là nam châm, nên là ví dụ chỉ cần các bạn đặt một cái nào đó có khả năng từ tính là nó sẽ truyền điện vào thì nó sẽ gây ra khả năng là giật điện cũng như là tử vong rất là cao. Bây giờ thì mình sẽ cắm vào để sạc cho nó lên. Vậy thì mình sẽ dùng cái này để hút ở đằng sau, nó sẽ hiện lên được một cái sạc MagSafe của cái iPhone. Đó, các bạn có thể thấy là nó đã hiện lên được cái logo MagSafe rồi. Nó sẽ giúp cho chúng ta sạc điện. Và các bạn để ý ở đây là bây giờ là 1:57 và máy của mình hiện tại đang là 8% pin. Thì khoảng tầm một lát nữa mình sẽ quay lại để cho các bạn có thể xem được là nó sạc nhanh như thế nào. Như vậy là sau khoảng tầm hơn 30 phút thì sạc của mình lúc này hiện tại là 34% pin. 34% pin trừ đi 7% lúc đầu là 27. Nếu như mà tính trung bình ở đây
thì khoảng 30 phút thì các bạn sẽ sạc được khoảng tầm hơn 25% pin. Nó sẽ sạc bằng một nửa so với cái sạc nhanh của iPhone. Nhưng mà sạc nhanh đôi lúc ấy nó cũng không tốt đâu nhá. Các bạn phải sạc từ từ thôi thì nó mới, cái pin của mọi người nó mới đỡ bị chai. Còn một số những cả bài review mà sạc nhanh thôi, nhưng mà mình thấy là ấy, sạc nhanh nó trong một cái thời gian nhất định thôi, chứ còn các bạn cứ sạc ngay liên tục từ ngày này qua ngày khác thì nó sẽ khiến cho cái pin của bạn sẽ dễ bị chai. Thì đối với những sản phẩm của Android thì các bạn có thể sử dụng luôn cái sạc MagSafe này. Nó sẽ tích hợp thêm cái tính năng Snap Adapter trên đối với cái điện thoại của Android. Còn ở trên cái chiếc của Apple này thì nó lại không tích hợp cái tính năng là Snap Adapter. Ok, như vậy là mình cũng đã giới thiệu và review cho các bạn 3 sản phẩm đến từ nhà tài trợ DTR. Và trong đó thì có 2 sản phẩm của Year 4 và 1 sản phẩm của Morphine. Thì những cái sản phẩm này hiện tại đang được ưu đãi ở trên Shopee, các bạn có thể truy cập được link ở bên phía dưới để biết thêm về giá sản phẩm cũng như là những cái ưu đãi mà DTR được có up lên trên Shopee. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out.